bây giờ nói chung là mình cũng không biết như thế nào nữa, nhưng mà nó có nghĩa là những cái thứ mà mình dự liệu là nó đi hơi bị lệch lệch chút nha các bạn. Hai thằng nó thằng Trung Bén từ hồi trưa giờ nó không chịu gì à, nó cứ ngồi nói chuyện về tôi cũng chả hiểu nữa. Mà Dương bé nó không có hộp. Sao em biết được, em người trong cuộc biết em người rồi, sao em biết được. Nói chung là hội con này để từ từ mình bắt đục khuyên khuyên nói là khuyên là mày dân bé không một nhưng mà đỡ anh tôi đói nghĩ là nó mất hơn 10 nhiều 10 chiếc thôi vâng rồi chứ cái này còn thì bên chơi được bên tơ luôn rồi thì là bây giờ là nếu như mà tình hình nó diễn biến ra như vậy các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho kế hoạch của bơ nha các bạn. Từ hồi trưa giờ nói chung là mình cũng ráng theo, mình ngầu trong đây, nó không muốn mình ngầu đó, nó cứ kêu à tên mày mày này mày nọ, nó cứ đuổi khéo mình đi à, thì ok. Thì bây giờ nó đe dây đúng không, mình cho kế hoạch bơ luôn, mình định không định cho, nhưng mà rút cuộc bây giờ nó thằng Trung Ben nó vậy là mình cho nó biết luôn nha các bạn. Ê, sẵn sàng nghe chưa? Nhớ gì anh dặn chưa? Không. Chú. Là đâu? Như thế? Em đi mua anh ta chi rồi, hết chi rồi. Mày đi mua đi. Trong một cái anh chờ anh nha. Nãy giờ góc quay kia mình thấy không được các bạn, nên mình thay đổi góc quay. Bé, em với nhau đang bình thường, kiểu gì nó thấy em ngồi một mình nó cũng vô. Còn thằng Vũ mày nhớ cái gì tao dặn cho. Rồi giờ tao lui á. A few moments later. Đi đâu với chào? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về nơi đâu? Đâu anh? Mới làm gì mày? Ý là ngầu không hờ đi đâu. Mày làm vậy mày coi đường đâu mày. Em làm cái gì? Ấu, té. Mày nói cho tụi bay nghe nè, cái chuyện đó không phải là cái chuyện chấp nhận được đâu nha. Ấy mày, em làm cái gì? Em có làm gì hết đó. Thằng lĩnh nó vẫn là chú của mày hả? Thì em ngầu đó, không phải làm gì cơ anh đâu. Ngầu đến tay mày. Ấy là tay nó bị dơ, làm nên em làm lâu. Xã hội giờ nó sao mày? Cái đầu tao yếu luôn rồi. Được. Nhưng ngồi sát rồi. À, thì lỡ em thì lấy máy gì đâu mà tay dưới anh đâu. Tay cho anh phúi gì đâu mà. Đấy là... Đấy là... Được. Sao tao đeo dữ vậy mày? Đấy là mày kêu thằng Vũ tình lĩnh đi... Để em đi mua nước. Rồi mới mày nắm tay. Ấy là không anh á, cái tay nó dơ, nó làm vui tay. Đồ cái bé này nó cũng nhiều trọng rồi cho nên là nó dùng dùng phải không? Anh cứ phát xíu thì bé sao được, nghĩ được. Mày thấy mày có tính bơ không? Giờ bình thường ở đâu tính bơ á? Có lẽ anh không đúng. Thôi anh với chị ở lại, cô cái có được quá. Đồ cái nào anh nào cúng cúng như mày. Chứ không phải là cúng rồi cũng phải ăn đâu. Ngon chưa? Anh đâu có muốn mạnh lắm. Nói chung anh cũng mạnh quá nên vợ anh nó mẹ em thương anh lắm luôn em. Ấy đều quen
Thế chơi mà quý nhân chị đang lĩnh chơi gì vậy chết chia tay em đúng sao trời chia tay thằng đó anh nghĩ nó có vấn đề mà ôi mà chị mà anh nghĩ sao vậy ý là nói thôi giờ nói với mày nè anh yêu vợ đừng có tình cảm anh bất lực anh chán quá giờ thôi tới lại đây là bí mật của anh với em nha anh tháng anh cung cấp em khoảng 150-200 ngàn thì em nhỏ mà em xài với nhiều anh tháng anh cung cấp em khoảng 150-200 ngàn thì em nhỏ mà em xài với nhiều 200 ngàn được không cho anh lệnh cấp em nhiêu tiền mà nhiều tháng lệnh cấp em 6 triệu anh ơi lấy cái xe ra giờ nghĩ sao anh được anh giàu lắm này do cái tài khoản anh đang bị đóng băng vợ anh giữ hết mà anh đòi đeo hoài nhưng này anh chạy giờ anh quýnh vợ anh chứ anh quýnh làm yêu luôn mà giờ qua khách sạn em đúng mà quên thề rồi bữa chơi mời dung nhâm lên nè vợ đâu giờ chia tay lãnh đi mà lãnh chay phụ gì nha nè đụng lễ giờ nên nói đi sinh tồn nè anh quen ở với em cho vui tại vì nói chung anh buồn anh nhiều khi có nhiều có muốn rất là tâm sự lắm anh nhanh lắm 2-3 phút mà là anh chạy về liền à đừng nói mấy anh chuyển cho anh 150 rồi anh cho em rước tài khoản đang bị đóng băng 150 chưa đủ tiền nhà người rồi nghe nhà người mấy chục ngàn vậy rồi nay khách sạn rét 4 sao kìa trời ơi nghe ở mấy chục ngàn hả sao em rành với em trời ơi em ơi kinh doanh mà anh má ngày hôm nay mình ra đây dập bếp là các bạn hiểu vấn đề rồi các bạn thằng quý bé em nghĩ sao vợ con tính nào tập thái mơ gái là số 1 à Việt Nam luôn vậy rồi cái đầu không hiểu cái gì luôn con vợ đẹp giấy mà lúc chưa cua được con bé á là quỳ lạy giờ có rồi cái ham của lẹ ha các bạn đàn ông vẫn là không được mình do cho biết tay cái đặc điểm như thế nào các bạn hiểu không bây giờ mình gọi con bé ra đâm thính thấm thính tình hình nó tạo con bé mình nói mình đây tâm sự cho chứ mình không có mét liêu nha chứ mấy con kêu mình đi mét là không hay anh gọi mét hả em đang đâu vậy đang nghe bữa giờ vợ chồng hạnh phúc không em cho hỏi gì đó là người ta chửi anh chủ chiêu đúng không ạ gọi hỏi vợ chồng đàn đúng không anh thấy bé em nhờ dài lận được em bầu bì tôi bỏ đi chơi dài mà mơ giá dữ quá rồi nói em thì cũng kỳ còn anh hỏi thăm chuyện gia đình đó là cũng có lý do chứ không phải là anh vô duyên gì hết á anh nói hạnh phúc thiệt không sao có chuyện gì còn em nghe tiếng đây nữa em sốc thôi anh cũng muốn nói anh đang đứng trước nhà em luôn nhưng mà nghĩ lại thôi chắc anh đi về quá làm như giải mệt quá vô nói chuyện đi đứng trước nhà vô nói chuyện đi không có giờ có ba mẹ em trông vô đấy nói là cái chuyện nó lớn lắm còn mấy giờ em đang ngoài xe này rồi anh dẫn em đi ngay chỗ này mà em phải vững cái tâm lý nha chứ anh đã cho em đi á em không thay đổi anh đang đứng trước nhà này chạy anh cho ra uống cà phê nhưng mà khi mà anh nói câu chuyện này là em phải tâm lý cho anh vững nha chứ em mà sốc cái được chết anh em đang bầu bì nữa không lẽ chắc bé nữa tôi tiêu không dùng chờ biết đây nha các bạn vô em thì chỗ đi ô tô đồ ngộ dữ nào bây giờ anh hẹn em ra đây là có công chuyện lớn uống cà phê ấy đi uống cà phê ông em có nhà không không đi uống cà phê với mấy anh rồi lại mày đi uống với anh sáng nay ổng đi với mấy anh cũng đi với anh nữa rồi em coi lại chứ mà anh hỏi thiệt vợ chồng bữa giờ sao thì bình thường hạnh phúc bình thường thiệt không nói em nói anh cái tập anh vui duyên anh bỏ bớt anh hiểu không à. Tự nhiên vợ chồng người ta anh nói là anh giờ anh giúp em thôi nha còn câu chuyện là tình cờ em có đi thấy cái gì không là anh không biết nha anh nói trước rồi mệt quá cái con này làm trôn làm ấy riết không biết cái nào thiệt cái nào trôn hết anh chỗ bây giờ dài em sẵn sàng tâm lý em thở tầm cỡ 10 cái trả nhiều sao để không nói cầm theo bị bình oxy ở thôi luôn không có bình oxy anh nói chuyện em với vợ đang nhưng mà chuyện gì liên quan tới ai không anh cũng nói thôi giờ đó đi chồng em là chắc chắn liên quan chị vợ chồng em với giờ liên quan tới bây giờ dài
anh Thắng không biết dạo này không có vấn đề không thấy thục thò mà không biết một hơi lúc nào vấn một giờ rồi. Một giờ ông mới về đúng không? Làm gì mà làm tới một giờ gì à? Thì ông kia cũng làm với mấy anh. Tụi anh đi về lúc nào cũng 11 rưỡi mà ông về 1 giờ. Em thấy có vấn đề rồi. Ông ơi, vấn đề sinh lý nghe nè, không có vấn đề gì quan trọng lắm. Sinh lý cái 2 phút mà sinh lý. Thì đó là vấn đề quan trọng đó. Quý biến. Mà em phải dẫn nha, cho đỡ mới công ra phải. Anh không có nói gì anh được, đừng nói anh nói nha. Tình gọi đi ngang em thấy thôi. Chứ còn chuyện gì nữa là anh không có biết. Còn với mấy dòng dòng ở nhớ cái đầu á. Giờ nói mấy anh chị em quen trăm rưỡi. Trăm rưỡi triệu á. Anh chị với em 200. Anh nói với em mà nha, thằng Lĩnh nó tính nó tốt lắm á. Nó là biết nó gì vậy? Thương người. Ngồi nó nói chuyện với em nè. Ủa sao tài khoản của anh giờ đi mua hàng hóa tiền rút hết tài khoản anh vậy mấy chục triệu vậy? Thì bây giờ em rút có mấy chục triệu mà anh làm gì vậy? Ồ, tiền của quán, kinh doanh của anh mà sao mà rút hết rồi mà em không nói tiếng nào hết. Thì em bồ anh thì tiền của anh cũng là tiền của không, em. Không, chứ mình cứ mà tiền của anh thì em thì tiền bây giờ thì là tiền của anh nó dùng lại. Khi nào mình cứ về chung mới gọi là tiền của chung được. Bây giờ em anh chung hết được không? Bây giờ anh cho hết lên tay trao mà giờ em cứ anh trao để phụ hộ anh buôn bán sao mà phụ anh mà mình đi lấy rút tài khoản tiền của anh vậy? Anh chung hết được không? Thấy không? Không, anh cái tính cười của em anh chịu không nổi rồi đó. Mình chia tay cũng quen gì nữa đó. Không, giờ anh muốn chia tay thì mình chia tay chứ giờ làm sao. Ừ, thôi anh Trung. Em cũng hóa đáy rồi. Vừa nói xong em chia tay liền luôn á. Anh nghĩ là không hợp đây. Không hợp thì mình chia tay cái đó chuyện bình thường quy luật vũ trụ rồi. Sao thì anh đi tay cái anh nói vô mình nói ra anh Trung. Nhưng mà thí dụ mình em yêu chia tay rồi cũng chưa giải thoát đâu. Bây giờ bé với em không hợp nhau mà nghe được đều anh nói rồi. Thôi còn muốn nói mà về tiền bạc đúng không? Cái là quan trọng. Tháng anh chờ biết nhiêu. Này gì có cho mình có quen thì lo đi uống nước ăn tối rồi chứ làm gì cho. Nói chung tình cảm cũng chưa sâu đậm thì ở cái đoạn đây mà dừng được thì dừng. Đoạn đây là chưa. Sao anh Trung không nói vô mà đừng nói ra hả anh Trung? Ở đó cho hai tụi em đâu cái gì vậy? Mà sao anh rút tiền của anh? Tiền của anh kinh doanh buôn bán mà. Thì bây giờ anh cho em lên đây cho thì em cũng phải mua đồ, mua này, mua kia chứ anh nghĩ sao vậy? Không, anh là bồ rồi, em làm chịu không nấu rồi đó. Không người em thì không có ai chịu nấu hết á. Trời, anh thấy anh Trung với mấy bạn anh được không? Sao? Mấy ông khám khoáng gì đâu mà đẹp trai nữa. Không thì ba ông là nhà giàu đâu có tiền bạc đâu. Sao như Trung rìu thịt người nào cũng có kinh doanh kinh này, này nọ chứ mà kinh doanh cà phê đồ làm ngày trong trăm thứ 50,000 đâu. Thì anh kinh doanh thì anh cũng phải chi đồ ra chứ anh nghĩ sao anh hiểu vậy? Chi nhưng mà đem rút hết tiền của anh mà sao chi gì? Không biến nó lỡ nó xài không mà. Không mình chia tay anh đừng có nói ra nó đại vậy đó. Em coi chứng tiền của anh. Em coi chứng tiền của anh nha. Đừng chia tay. Đấy là chia tay không ấy. Bây giờ nó đang canh trước đầu. Nó sắp xếp trước đầu. Đâu biết ai chở gì à? Anh chở lo đi. Có em nó con thằng ngàn thằng khác nó chở đó. Nó nhiều thằng lắm. Nhiều thằng lắm ấy. Đúng rồi. Có anh không? Điều thế. Anh em kêu mà anh kêu em tính tốt em vô nghe không? Thế em là tính tốt. Anh là biết nó nhỏ. Có tiền riêu nữa. Không phải của anh. Của anh là phải mập đồ giấy chứ còn như vợ đồ giấy á. Đó em không biết rồi đó. Trời tội ông chắc anh chơi gì vậy? Giờ em hờn em chơi gì luôn đúng không? Gì đâu hờn chứ là con người mà con gái nữa mà chảy sao sống nào trong kiếp được. Không thể nào không thể chấp nhận được. Không em tại vì đàn ông mình phải có bờ vai vững chắc để mình lo cho mấy đứa như này. Bờ vai vững chắc thì mình mới chôn thì mình có phải có mình để dương vai cho ai nào lúc có tiền rồi bờ vai gì nữa. Vai nó vững chắc. Bây giờ ta đang gặp bờ vai này nó gãy sụi luôn đâu. Ở bên trong coi chở về giùm em luôn đi. Chứ xin ba mẹ chơi lên 4-5 ngày thì đi rồi. Nó đền tư phòng khách sạn chịu khỏi thế nó luôn. Anh ngủ ngoài đường luôn, anh chửi vô, chở đi. Đi lên chờ ở 4-5 ngày ấy. Đúng rồi, nó xin ba mẹ lên ở 4-5 ngày mà chơi đi rồi. Bây giờ anh chửi đi luôn em đi. Chia tay luôn anh nha. Đây tôi biết là khác, trời ơi. Được. Đâu mà hay với trời. Nè, em với nó làm gì, gì vậy? Làm gì anh, trời ơi, ông gì đâu mà cũng người gì mà yếu đuối vậy, yếu lé chứ mà làm cái gì trời. Đúng rồi, anh phải tìm. Tính em mạnh mẽ, em phải cần một người mạnh mẽ vậy. Thấy mình thấy chán. Thấy buồn ta thấy ham, thấy buồn mình thấy chán. Đúng rồi.
Đàn ông phải bản lĩnh chứ, phải cứng chỗ đó rồi nhúng có rồi đứng, em hiểu không? Thầy thiệt là phụ nữ dày mà nó mới yêu thương nó vô nó làm ầm ầm ầm. Trong nhà như đàn bè vậy. Trong nhà mà có hai người đàn bè sao sốc. Ông yêu lè lắm anh ơi. Thế nói ông yêu. Thôi chứ hồi đó em gặp anh trước thì giờ em đâu có gì đâu. Đâu có yêu ông, ông bỏ em về không chết gì đâu anh. Không, nói chung là cũng đỡ anh. Nhưng là một tháng anh trung cấp em nể anh nghĩ là 400-500 ngàn vậy ạ. Tại vì em còn nhỏ em da xài nhiều đâu. Còn phấn son này đỡ anh lấy vợ anh trai em xài. Đó là anh thân với em luôn. Giờ anh nói mẹ anh bà chuyển qua trước 200 ngàn cho 150 triệu đó đỡ. Đỡ là anh với em luôn á. Rồi đến mua ít rượu bia rồi vô anh em mình uống cho vô đến kiếm cái khách sạn. Có khách sạn em mới quẹt. Mới quẹt nhưng mà thoáng lắm. Đừng ơ mấy lạnh gì, ơ mấy lạnh nó có tốt. Khách sạn, khách sạn đó cho công nhân ở đó, kín lắm, không ai biết đó. Em ở đó. Tôi cũng kẹp ở trời á. 120 ngày á. Là thế anh. Giờ bây giờ anh vô rút tiền được, bị đóng băng nghề chứ không đâu là anh cho em lên khách sạn năm sau ở luôn, che nó cho rồi chứ. Khách sạn mà có mấy quạt em, mấy lạnh chứ. Thôi đợi mấy quạt đi. Không, mấy quạt đéo có trời. Trời đây vừa mấy quạt. A few moments later. Thôi giờ mình qua bên KS đúng không? Giờ anh đi sao? Giờ anh còn cắn. Đồ, hai đứa chia tay rồi đủ. Ủa sao chia tay anh? Anh ngồi đâu biết đâu. Lĩnh nhưng biết chia tay đâu. Chú, lĩnh thằng đó bắt dậy vô chứ không biết. Chú, cái tờ chim cái lẹ tự nhiên mấy giờ thương thì kêu tử vô tử là sao? Ai biết lãnh vô chứ nói mày là thứ đàn bà vậy. Thật sự luôn, lúc anh muốn bay vô anh đập nó luôn á. Anh muốn thốt nó luôn á. Nhưng mà anh nghĩ không, tình cảm anh em à. Nên nãy giờ anh ngồi kêu con bé này. Tậu sao rồi tậu? Đồ, giờ anh tính anh chở con bé gì rồi nè. Đồ, tậu chở chi? Không, đợi anh, đợi anh chở em gì à. Ok, mà mày mà hất hất tắt về. Đó, tắt sao? Trời ơi. Không, đợi anh chở chở em gì à. Quá quá anh trốn được anh đỡ kia đâu anh trốn chở chi anh trốn tiệm được trốn đi công chuyện trốn chở gì vậy dạ đi quên anh đi quên nhau mà quá em đây nè em tiện á mà hớt tắt ra quá hớt gì cỡ em hớt hớt đây nào hớt đây ấy em sao thì đỡ anh trốn chở em gì á quá chở em gì vậy chi em anh chở em được thì tự nhiên mất mớ vậy ông trung là ông muốn là người ngoài mà đâu phải trong câu chuyện của mình anh đi gì cho mày em gì xe bơ là 80 triệu rồi á với lẹ em cho nhiều em anh gì không hơn gì mà em Trung em nói lẹ với em tự nhiên anh với em quen bữa giờ tự nhiên giờ em nói theo ổng là sao mẹ nói đỡ tao chơi gì thì đỡ gì chứ mày nhiều chuyện dữ mày ủa mẹ đó là người yêu em ủa mẹ đó là người yêu em còn gì nữa đâu mà khóc với liêu mang gì ta anh? Gì nữa? Người yêu em chứ gì đâu mà gì nữa là sao? Là mày, là biết đâu quen lĩnh hay quen mày? Quen em? Quen gì quen lĩnh, nói lẹ với anh Tùng. Yêu được 4 năm rồi đó. Mát thơ gió đâu đi tình yêu miệng. Mát thơ gió. Yêu 4 năm còn lĩnh yêu mấy cái 1 tháng. Ổng yêu mó đây mà. Cái đồng mấy tụi sòng say bay. Bây giờ em muốn sang nó quạch tẹt ra ngưng lặng rồi. Đừng có dùng cho anh quạch quá. Thì lấy giờ trông chơi gì vậy chợ? Là em nó quyết nhất định là đó trông chơi gì vậy, đúng không? Đúng. Tao sắp rồi. Rồi. Sao tôi lại nghe em được lắm. Tao sắp luôn rồi. Em mà theo em Trung á, là từ chở về sau á, đừng liên hệ với anh nữa nha. Sắp. Được á. Được á. Em được á. Hai người được lắm. Đâu nhất thiết phải cùng nhau anh sẽ chẳng quên mình từng là người may mắn thế nào và một đoạn đường mới vẫn còn chờ em đến nơi hãy hứa với anh là gửi lại thời thanh xuân đã qua một phần đấy.
đánh xe nó đông quá, anh nghĩ là em cần đi khách sạn để em ngủ. Giờ em vô khách sạn em ngủ chút rồi, có gì anh đóng bóp nha. Anh mắc xe đồ ấy rồi cho nó dẫn dẫn tâm chút. Do giờ anh còn nghe nói rồi, anh còn cái bẫy à. Nó quay trọng rồi, mấy lá chưa đẹp nữa chứ. Sao anh nôn dữ quá. Anh phải nôn, mẹ giờ ấy là vợ anh nó hay gọi sang tay mà. Bây giờ tiếng em vô tem á cũng có. Tem anh giờ đông không? Tem anh bây giờ đông không? Tiếng còn có nha. Rồi mày xong rồi. Thì bây giờ là cái tem anh á, đang công việc cho anh là vợ anh là nó có bầu rồi. Rồi lấy xe xích lô rồi đi cho ấu. Sáng giờ bé đó nó xin vô nó làm. Sao tôi biết? Thì là tao phỏng vấn mà. Giờ công việc này khó lắm. Em mình thứ nhất là chưa biết diễn nè, chưa biết bán rau ở ngoài chợ rồi ăn hồng đào rồi sao đó. Rồi vợ nó cũng thua. Rồi nó nói á. Thôi, giờ anh cũng không nhận em được. Đó thì em không hợp với công việc đây. Em vô tem á, phải qua ý kiến của anh, tem của anh nữa. Mà em chính là người vô duyên nha. Phải muốn vô thì mà sao đen không mày? Em nói rồi đó. Anh chào lại nha, bé. Sao nãy anh nói là sao càng đồn. Em điên sao vậy? Em ở trọ rồi, em ở với anh nên gan gì thôi, phải không cho em. Sao nãy anh nói rõ ràng mà giờ anh chối. Nãy anh nói gì đâu? À không có, ý là tí gì anh chở hàng rồi giao ghe nữa. Không, anh thấy em không phù hợp với cái công việc bán nước mắm này đâu. Ủa, công việc YouTube này đâu. Ủa sao bán nước mắm nữa anh? Hào rống. Bán này là ai tên gì vậy? Chỗ ông cũng nhiều chuyện quá trời. Trời đất ơi. Trời đất ơi, đi nãy giờ đọc ở đây rồi quen tóc ở đây hoài. Mà nói lại là em với ông Trung hẹn ở đây làm cái gì vậy? Mẹ là phỏng vấn, nó xin được làm, nó thích vô làm YouTube. Mà sao tôi không thấy nhóm kìa? Nhóm riêng mà. Thôi em đi về ấy, rồi bữa nào đông đủ rồi lên phỏng vấn sau. Rồi thôi em về. Sao anh kêu trở về khách sạn rồi anh chu cấp cho em đồ mà giờ nói vậy chào vậy ai cho em đi. Chết mẹ ở khách sạn rồi chết. Chu cấp gì đâu. Vợ anh nó dữ lắm á, em nói như vậy là chùm nha. Ủa chứ nãy giờ anh nói cho em đâu nói đâu. Nãy chính anh cũng nói. Thì đó, thì anh đưa em vô cái vai diễn đó, thử em diễn làm một cô gái lẳng lơ thử có được không? Mà anh nói không hợp, em nhiều quá. Anh nhiều mà tiền đâu thì chẳng đi khách sạn em. Nói chuyện. Trời nói vậy trời, đàn ông trai mà lặng dữ vậy anh. Thôi em về, em không hợp với cái vai diễn nào. Lấy diễn ơi, hai đứa chạy nhau đi diễn ơi, ra khách sạn diễn thôi. Hợp không? Ông nói nữa trời, nãy giờ ông nha, trời cái mấy lần rồi nha. Cái đồ vô duyên thiệt là chắc. Đang yêu nhau người ta nói chuyện mà chen vô. Đang yêu nhau người ta nói chuyện mà chen vô. Đó này chọn cái kia vô. Vì yêu nhau. Em nói thiệt là đúng không? Em là người yêu của Trung ấy. Đúng không? Đúng không? Anh biết. Yêu nào? Chứ nãy anh nói là anh dẫn em qua thôi phải không? Đùa, nói gì vậy anh? Đây, yêu bà là...
Chờ đó thôi, tự nhiên mới nói được không? Cái lẹ ta. Nhiều gì mới xíu mà đi khách sạn rồi. Là nãy giờ đi khách sạn được. Nãy anh nói là xong rồi là anh chơi qua khách sạn. Qua làm gì, diễn gì đấy? Em cũng biết nữa. Thì diễn cái giai con gái đang lơ mà. Mẹ rêu đồ, trên đồ nó quen không được nên thôi, đỡ không ai diễn. Bình thường mà, giờ tôi kêu mấy ông lên vô diễn như bình thường mà. Ông diễn, âm diễn trước thử đi. Không nát. Thôi em về bé. Thôi em về, em anh lại em, anh quỳ xuống lại em luôn á. Anh chết đi khách sạn thôi chứ, nãy giờ em chia tay hai kia rồi, anh nói anh hứa về em nhớ không? Cái giai diễn ra nó hết rồi em ơi. Hết chỗ. Tổng này là diễn thiệt. Nãy anh hứa cho em đi mà giờ anh nói vậy anh cũng biết sao nữa. Mẹ, thấy nè, anh hỏi em nghe, là hạnh phúc không? Bao nhiêu? Diễn mà giờ, à thôi, giờ anh cảm thấy là em không phù hợp với cái nền YouTube. Thôi em cho nói kèm lên nữa, kèm lên là nói xạo nha. Rồi YouTube về rồi em đi bán rau rồi vợ nó quýnh rồi. Rồi YouTube mà sao mà đi bán rau? Làm sao nữa? Sao vậy anh? Gì kỳ vậy? Mẹ anh hứa sao mà giờ anh nói gì bán rau rồi vợ quýnh vậy trời? Sống mà em mình bảo bảo tới không bảo tới gì anh nghĩ rồi em bỏ hai ông kia rồi giờ anh nói với em vậy giờ anh nói gì đâu anh là ông trai vậy anh có bản lĩnh vậy anh đi khách sạn cũng có tiền em không đợi anh quay lại với Vũ nha rồi đi xe tàn đúng không quen anh đi khách sạn có tiền rồi còn anh đẹp gì không bộ mày đâu đâu con bé em đập đầu nha em đập đập đầu như chỗ chân rồi gãy rồi khỏi đi nha em chết là sáng ngồi đây sao làm gì tay chân run cập vậy không bắn miếng nó vô là nhận chưa vô cái dài chia vi mà mẹ không được cái con này tôi con này con chứ cái con chia vi rồi sao mà con nhà chia vi em bình tĩnh này đúng thôi mẹ thật không cái tay làm gì luôn vậy em đặt mạnh lên đặt mẹ mạnh cái lúc mà nói chuyện gái gần người dữ lắm thôi đợi em lấy mấy hả ý là nãy giờ tiếng nhân sự gì nữa anh chuyện gia đình em giải quyết anh tắt cái máy em coi này nãy giờ ông làm này đó em thấy được chưa không có cần coi cái đoạn đó để vô ngồi dưới đây nghe hiểu rồi nghe bé nói hiểu rồi đưa trên cái giai diễn đó mẹ cái giai diễn đó nó không ngồi với con bé đó kêu yêu thương bé dẫn bé đi khách sạn bây giờ sao cái giai nào hộp bây giờ đang tiếng người nào đóng TV ấy hay sao vừa cái giai lên lơ yêu một lúc bốn anh rồi anh là chiến thắng rồi nãy giờ làm phim ngắn mà cần nữ bạn bé đó nó không có đẹp nãy giờ nó đẹp là ông lụm rầu đúng không đi xin quá ai đâu anh cái vợ mà cái vợ sao này ai nói rủ đi khách sạn còn bé đó nó nhập tâm quá bé gì mà rủ ông đi khách sạn nên mấy gì bé nhập tâm bởi cái tay ông đó luôn hồi xưa giờ bị thoát bị địa điểm đó ông làm như là cái ngu quá em đập đầu em lấy tay em đập đầu xuống cho tính em đập nhẹ nhẹ quá mà lúc nào làm như đâu mỹ lắm 2 phút cùng bé đó nên sao nó có cái da đó nó ngon tại quán đông người em đừng nói cút kẹp cút đây giờ cả nước biết luôn mà cho cả mỹ quán biết làm như đâu ngon lành lắm á em thấy không em hỏi anh nào gia đình có hạnh phúc không em bao che bây giờ anh thấy cảnh gì chưa bé nó giờ nó chứ sao biếu tay biếu chân rồi ủa giờ chưa về con em đâu quá cho anh con ngầu quá nữa vậy chào anh ấy là nãy em Trung làm gì em nói em cho nó nghe em cầm coi vô biết vậy đủ lấy ngầu trao mày á trao hả trao sao lại cũng đỏ nghe không trời ơi ông cũng biết đi khách sạn này ô có biết có luôn anh
Chó không em có không? Dù quá, bé nó bị cơ nhỡ mà. Mày nói gì em nhờ nó chở nó về chở đi khách sạn đâu? Khi dài của nó hết rồi. À, tự nhiên kêu em chở, đỡ là mình đỡ, mình sanh chung phim chở, không cho em chở. Mới có vợ dành với em chi? Ai dành mày, nói chuyện chung hứng mày. Đây đấy, tụi em đang cãi lộn cái là ông xúc chuột rồi. Chia tay đi. Chia đi. Chị bé, cô nói không, vợ anh bỏ được. Nhưng mà bé đây anh không bao giờ bỏ được. Mà nói nào? Đây, chị biết. Đây, mình tính đó. Tối nay anh về edit lên này em sẽ coi. Em giữ lời hứa của anh nha. Chứ tay em làm vậy? Không bị địa điểm mà. Để nói cho nó mạnh gì đó mà sao giờ ngầu rung. Mấy ghê lắm, nãy là ngầu rung. Quay em vào cái xô. Có luôn. Chi vậy? Mấy cái xô đó. Xô đó được á, cho ta bé á, được á. Đây chạy. Chị đưa anh. Tự động á. Cái gì? Làm cái gì? Nước. Tự động hả? Trời ơi, sao cái bài đây mà giờ biết luôn thiên thuộc là thực lần không? Rồi em nói nha, chừng nào mà cảm thấy hối lỗi á gì à? Nhưng mà không sợ đâu, biết mấy lần rồi cũng được xô rồi, có từ đâu? Thì cứ ra quế đi ngầu này, giờ khách vô người ta ngầu nhìn trang biết dị mặt. Thôi, chừng nào về trước đi. Về trước nào kìa. Ba mua mấy tuổi rồi cũng có con rồi mà còn đi ra gái nữa. Không, em xíu nữa gì ạ? Em đập em quay lại cho anh coi nha. Mày nghĩ sao chị bé có 19 tuổi cũng thế là sao? Đâu hai phút à mà hay lắm. Bé hai phút gì? Hai phút. Hai phút gì? Hai phút gì? Thôi thôi. Biết. Em ra anh chở đi về thôi, giờ chuyện này nói không được đâu em. Em út nó cường mẹ mà. Chị mày lanh lắm, dành được cái rồi nha. Nói 2 phút rồi. Chó không chó đâu mà cường được mà. Chứ anh mà 2 phút thì dành còn ấy. Em cho em được 3 phút, anh được 2 phút đấy. Em, dạ anh hỏi một lần nữa nè. Hồi nãy ông vô, ông nói gì ông kêu like cho em cả đời hả? Hồi nãy ông nói là ông thư phòng khách sạn cho em ở mấy ngày. Xong rồi gì dớ rồi tháng ông chu cấp cho em. Nhiều giờ. Nói nhiều cũng nhớ nữa. Ra đường có 1.000 mà bị chu cấp cho người ta. Ra đường có 1.000 bạc túi mà bị chu cấp. Cắt số lại. Thấy cảnh không tiền rồi đòi đi tao nhái. Mẹ thằng nhỏ trêu người ra không kìa ông Trung, nó trêu người không kìa. Tiền không có tiền. Đi chứ coi thằng con. Không có tiền mà điện tao nhái anh Trung. Vậy cho biết vậy. Thôi em, đi gì vậy em? Đợi đấy anh. Nãy còn ghê lắm kêu mới được rồi mới yêu chưa được đâu là. Thôi anh em đừng nói vậy tao không. Hai giờ không có tiền, hai phút không có tiền, hai phút không có tiền nhé. Thôi biết cái gì đi, biết cái gì đi. Hai phút có tiền đi, cho hai phút có tiền, cho hai phút không có tiền. Hai phút có tiền, Ai ạ. Ting mấy nói mày nhập ông gì? Thì cho ông bỏ tôi là tụi ông quýnh em vậy? Chúng mày quýnh thằng nhỏ. Không. Cái ngờ mà em không chịu. Quý đó. Thôi nha.